Nào phòng thi thì làm bài cho tốt con nha. Con biết rồi. Đấy, mẹ dặn con từ ở nhà đến cổng trường rồi vẫn dặn. Nào, mẹ dặn là không có thừa đâu con, là hay ẩu lắm đấy nhá. Đấy. Nhanh nhanh đi vào đi, rồi không là các bạn đi vào trước kìa. Đi. Từ từ nào mẹ, nó không có đâu. Vào phòng thi mẹ dặn này, tập trung làm bài chứ đừng có mà quay ngang quay ngửa, rồi hết giờ làm bài không kịp đâu đấy. Mẹ, con biết rồi mà. Ở đây đầy bạn của con đây này. Thôi mẹ ra ngoài kia đi. Thôi cái gì mà thôi, mẹ phải vào vòng thi mà đợi tí ra lại không thấy mẹ đâu. Ai cho người ta vào vòng thi hả mẹ? Thì mẹ ra cổng trường mẹ đợi con nhìn xem đấy, phụ huynh đứng đầy ở đấy còn gì nữa. Thế mẹ ra đi. Làm bài nhớ tập trung vào đấy. Tối về muốn ăn gì mẹ nấu cho mà ăn. Con biết rồi. Làm bài cho tốt vào đây nha. Dặn không có thừa đâu. Lo nhất là làm không được. Bao năm đèn sách rồi lại công cốc đấy. Đại ca ơi, cái gì không biết. Tôi đây. Hả? Trời ơi, vừa mới đến nơi chứ ta thi thố gì đâu ai mà biết được. Tôi đang ngồi ở ngoài này đợi mà. Ôi dồi ôi, phụ huynh của ta ngồi ở đây đầy đây này. Biết thế cầm cái chiếu đi nằm cho nó đỡ mỏi cái chân không ạ? Ai hốt thì mà. Ờ, thôi ở nhà cho con lợn ăn hộ coi nha. Ờ. Vừa mới đến là gọi cái gì? Ôi, cô à? Ờ, cháu. Cô đưa em nó đi thi hả cô? Ừ, em nó đang thi ở trong kia, cô ngồi đây nóng quá. Trời ơi, cô ngồi đây em gì? Nắng vỡ đầu ra đấy mà lại không có quạt. Đi vào trong cái cửa hàng của cháu kia, ngồi uống nước lại có quạt mát rượi luôn. Cái quán kia đấy hả? Ừ, đúng rồi. Nước nồi có đắt không? Ôi giời, rẻ như cho đi. Ôi giời ơi, ở quảng trường này các cháu là hay chặt chém lắm này. Ôi rẻ lắm, cô cứ vào đấy uống đi. Đi, nhiều nước ngon mà mát nữa cô, có quạt nữa mà. Ừ thế thôi đi, đi vào xem nào. Đây, cô thấy chưa, vào đây ngồi mát, tía lạnh nữa đừng kêu nhá. Rồi, đây, thế. Rồi, đây, cháu đây là nước cam này. Đấy, cam. Bên đây là nước cam, hai loại khác nhau đấy. Cam gì mà để túi này? Đây là cam pha sẵn luôn. À. Đây mình uống thích uống là pha thôi. Đây, đây. Thịt uống khói. Vịt nhà cô đầy. Đây, trà sữa này, trà sữa Mỹ đây. Ui dồi. Đây, cô uống không? Mỹ ơi, cô chả quen hay cô ngồi nhờ thôi được không? Tí em nó ra rồi cô về nhà. Cái này rẻ lắm, cô uống đi, cháu pha luôn cho nhá. À, rồi. Pha luôn, đi cháu phải ngại ngồi đây mát lại uống trà sữa nó càng mát thêm. Cái này bao tiền? Cái này rẻ thôi. Bao nhiêu? Rẻ thôi. Rẻ là bao nhiêu? Rẻ là rẻ. Thế bao nhiêu nói thì cô mới uống? 5k, ăn nhầm, 50k. 50.000. Ừ. Ôi giời, 50.000. Thôi, cô không uống cái đấy đâu, cái này bao nhiêu? Cái này á? Này 20.000. Thế hay thôi cô ngồi nhờ thôi được không? Ôi giời ơi, cô ngồi vào quán của cháu rồi phải uống nước có quạt mát rồi gì nữa. Thế cô uống nước thì cháu mới có tiền chứ. Thôi, thế cho cô một túi này đi cho nó rẻ. Cái túi này chứ gì? Ừ. Thôi được rồi, để cháu pha cho nhá. Ừ. Uống trà sữa không uống. Cổng trường cái gì cũng đắt đỏ. Trời, nước trà sữa không uống, uống nước cam rẻ thế này cũng 20.000. Này, làm cho vệ sinh vào không là cô không có uống đâu đấy nhá. Cô biết rồi, cháu biết rồi. Đây túi sạch sẽ luôn. Ừ, giời, có gì đâu. Thế bây giờ như nào? Trong đây là có miếng cam đấy. À. Đây, cháu sẽ đổ nước vào đây. Đổ nước vào đấy. Đúng rồi. Thế nó là nước lọc chứ nước cam đâu. Ơi giời, tí cô nhìn là biết ngay. Ờ. Đổi màu đổi vị luôn. Đấy, ừ. Cô thấy chưa? Đây, ờ. Nước trong vắt luôn đúng không? Này uống có ngon không? Ngon chứ. Đây, đây với là nước cam đây này. Đâu, cô nhìn cháu nhá. Cháu đổ vào cô cho cô nhìn này. Ờ. Cô nhìn xem, đấy, màu khác hẳn chưa? À. Đây. Thì ra là cái gói kia là cái gói nước cam cái gì? Cô ngửi ra mùi thơm không? Ừ, cũng được. Hai chục thì là hơi đắt đấy nhá. Đắt là đắt thế nào? Ở quê cô cả cân cam mới có 20 cơ mà. Thế mai cô mang cho cháu 2 tạ nhá. Ôi, nhà cô có chồng đó mà, nhà hàng xóm ấy. Thế uống cái này luôn à? Đây, cổ ơi là cổ. Đây, có vòi đây uống. Ừ, uống đi. Đây chưa? Bỏng thế. Cô từ từ chứ, chứ vừa mới pha mà. Đây. Nóng thế này mà. Pha nước nóng cái gì trời, cho viên đá vào đấy. Được rồi, cho lấy đá vào nha. Ừ. Đây, cục nữa nha. Cho vào nó mới mát được chứ. Trời ơi. Đấy. Nóng thế này mà bắt uống nước nóng. Được chưa? 20.000 ấy, mất 3.000 tiền đá còn đâu. Cháu còn cười ghê, nóng như thế này thì phải cho người ta uống đá. Như thế thì người ta đến đây người ta uống người ta mới quay lại chứ. Trời,
cháu bảo cô uống trà sữa này cháu cho nguyên cả mấy cốc đá vào luôn, sao mà mát. Đây để cô uống xem có ngon không, rồi cô uống trà sữa cho. Ừ, thế cô uống đi, cô uống đi. Thấy chưa, mát rười rượi luôn. Nhạt lắm. Nhạt gì mà nhạt, như thế là ngọt rồi đấy cháu ạ. Cái trà sữa này là 50 đúng không? Đúng rồi. Hay là bớt cho cô một ít? Bớt là bớt thế nào cô? Khó khăn thế. Thôi, pha cho cô một cốc này, tí cho con gái cô nó thi ra nó uống luôn. Ok, ok. Ừ. Đấy, để cháu pha cho cô nhá. Ừ. Đây. Đây, chưa cô nhìn thấy chưa? Nhiều đồ như thế này cơ mà. Đây. Đây là hạt đậu đen nhá. Đây là chè đây này. À. Thôi, biết thế cô mang từ nhà đi đó, lên đây phải mua. Thế thì cô chả mang nhà luôn. Đi lên đây vừa được quạt mát đấy, không uống nước thì lấy đâu bán được tiền. Cô nói thế thôi, đấy đấy, cháu pha cho em nó đi, tí nó ra đây. Mà này, năm ngoái chuồng này thi có trượt nhiều không hả cháu? Ôi trời ơi, trượt á? Xếp hàng trượt thẳng đông luôn. Trượt nhiều lắm. Cô lo lắm, trời ơi, bao nhiêu năm đèn sách rồi bây giờ mà thi trượt một cái là khổ lắm cháu ạ. Ui giời, cô lo gì, chắc là cháu nó học giỏi thôi. Cô cứ ngồi đây uống nước kẹt đi, tí cháu ra cười tươi hới rồi. Ui giời, cô á không phải nói điều, nói thật với cháu á. Em nhà cô á là thi học giỏi nhất lớp đấy. Đây chưa, cô nói nhiều thế. Ừ thì cũng phải lo cháu. Đây, cháu pha nước kẹt cho cô nhìn nhá. Hôm nay bảo cháu là lấy nước ở đâu. Ừ. Đây, đổ đầy cốc lên tía cho cháu con của cô uống cho đã luôn. Làm nhiều nhiều và nó vào phòng thi nó khác đấy. Vâng, đấy, nhai đủ chưa? Được rồi. Thế như này thôi à, uống mỗi nước chè không được. Trời ơi, cô đợi từ từ để cho nước chè nó tan ra đã chứ. Cô xem nào, cái túi gì đây? Túi chè khô. Đấy chưa? Cô đang tập bơi ở trong này đây à? Trời ơi, tập bơi gì? Cô cứ để đấy đi, tí nó tan hết thì cháu sẽ cho thêm gia vị vào. Ừ, làm cho ngon ngon vào. Nó vào thi là căng thẳng lắm. Cháu biết rồi. Cô chú lo lắm. Tối qua nó dặn đi dặn lại rồi mà không biết là thi như thế nào. Cô cứ yên tâm, cháu nó các thi được thôi. Mà không thi được thì trượt chứ sao. Hôm sau thi tiếp. Ôi cháu ơi, cháu buồn bát nước ở đây thì người ta trượt, người ta vào uống nước của cháu. Nhưng các cô đây vất vả lắm chứ. Bây giờ có vất vả gì đâu cô. Cô từ quê cô đưa cháu lên học, cô ngồi uống nước mát rồi rượi thế này. Các em nó đang ngồi trong kia còn đang bốc khói đầu kia kìa. Ôi giời, lên đây cô phải bán một yến gà mới lên được chứ đâu phải đi. Ôi là đi được ơi, đâu. Có gì xe đâu, còn cô. Xe đi mượn kìa kìa. Ôi sao đỗ ra lại về khao của làng chứ mấy. Ừ. Đây để cháu cho thêm gia vị nhá. Ừ. Cháu cho sữa vào nhá. Cô nhìn đấy, cô nhìn thấy khác chưa? Ừ. Bố đây là bột matcha nhá. Đó. Thế nó không tan đâu à? Cô cứ để từ từ tí cho khoáng cho. Sao cô phải vội thế? Gì đấy? Đèn nước đường. Đường à, đường đen đúng không? Ừ. Cái này thơm lắm. Cô cũng nấu suốt này. Đây là đỗ đen đây. À. Đỗ đen trần châu đấy. Ôi ôi. Ôi ôi, nó chìm hết xuống rồi này. Chìm hết ở đâu đây chưa? Chưa cần phải khoáng nhá. Đây này, cầm voi này. À. Đó. Cô nhìn thấy chưa? Đây, màu khác hẳn giống trà sữa chưa? Ngon đấy, ngon đấy. Đấy, quá là ngon luôn chứ không phải là ngon. Ừ. Đấy, để cháu khoáng tan hết xong tí cô cầm vào cho em nó nhá. Rồi. Cô pha đấy để cô uống một tí đã rồi tí em nó ra bây giờ. Rồi, chuẩn cô bị ra đi. Rồi đấy. Đó, xong rồi. Ừ. Bây giờ cháu sẽ cho nắp cốc này vào đây. Nó là nó thích uống mấy cái này lắm. Ừ. Con ai giải thích cái này hả cô? Ừ, cháu bán ở đây chắc ngày bán được 1000 cốc ấy nhở? 1000 cốc thì vài nghìn cốc chứ cô. Giống như đến kỳ thi này á, nhiều bạn trượt ra đây ngồi uống trà nan bảo, ui giời ơi, đằng nào cũng trượt rồi thì uống tẹt bô đi. Thế là uống nhiều lắm. Thế chẳng khác nào uống ở đây là toàn trượt đấy à? Ô hay cái cô này, từ khi các em đấy vào trường nó có uống nước của cháu đâu. À. Hay khi nào đi trượt thì ra đây mới uống thôi chứ có vẻ là uống nước của cháu là vào thi đâu. Được rồi, thế cô hiểu rồi. Hai cái chỉ khác màu thôi. Được rồi, thế cái này chắc uống được rồi đúng không? Vâng, bây giờ uống được rồi đấy. Rồi, rút cái này được không? Được, thêm vòi dài hơn cô à. Ừ, thôi rồi cô đợi một tí chắc em nó chuẩn bị ra bây giờ rồi đấy. Vâng, chắc là sắp hết giờ đấy cô à. Ê, kia rồi, đấy nó làm được bài nó ra sớm này, để cô ra cô hỏi nó xem nào. Nhanh ra nhá, cháu đứng đây đợi cô trả tiền đấy. Rồi. Ừ. Hằng ơi. Đừng đi lâu nhá. Con, mẹ. Như nào làm được không, làm bài có tốt không, trúng đề không? Trời ơi mẹ ơi, mẹ nhìn mặt con xem. Làm được đúng không? Tất nhiên là con làm được rồi. Mẹ biết ngay mà thì có mệt không con?
cũng hơi mệt mệt mẹ ạ. Ừ, đi ra đây, đi ra đây mẹ. Thế nãy giờ mẹ ngồi đâu? Kìa đấy, cái anh kia bán nước kìa gọi mẹ ra, thế mẹ ra đấy. À, có quạt mát các kiểu. Thế mà con cứ tưởng mẹ ngồi ở ngoài này nắng nóng. Ừ, nóng lắm. Đấy. Nhanh lên cô ơi. Ừ, ngồi đây đây cô. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đấy. Nhanh chào anh. Ừ. Đây là con của cô đây à? Con gái đấy, cô đấy. Nhìn cười tươi này chắc là thì ok rồi phải không? Làm được. Đấy giờ, chưa cho bảo cô rồi. Ở nhà. Em làm cũng tạm tạm thôi anh ạ. À. Ừ. Ở nhà là nó ra học trường ở quê là nhất đấy. Đấy chưa cho bảo cô rồi nghe. Mẹ cái này đắt lắm. Uống đi. Đắt đi đâu, em cứ uống đi, mẹ của em mua rồi mà. Đấy ra rồi, uống đi con. Uống cho nó mát. Con uống cái này, mẹ uống cái này đây này. Cũng được đấy. Sao mẹ không uống giống con? Đây chưa cho bảo cô rồi. Mua hai cốc trà sữa mà uống thì cô không uống. Nên uống nước rẻ tiền này. Ui cái này cũng được rồi, thế rẻ tiền cháu không bán đây. Đây uống đi con. Thì mẹ cũng nhường cho con phần hơn. Ui đấy chưa. Mẹ thử uống một miếng đi. Thôi 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 thôi, mẹ uống cái này no rồi. Đấy chưa, mẹ nhường cho cháu. Mẹ nhường cho em, em thi học giỏi phải cố gắng vào nhá. Vâng ạ, em biết rồi ạ. Mày quá, nó làm bài được cháu ạ. Chứ đây. Cái gì đấy à mẹ? Cái thịt đúng cái không cháu? Thịt vịt hay thịt ngan gì đây này. Ăn không con? Ăn đi, cái này ngon lắm. Ăn đi, ăn đi. Vâng ạ. Cái này có đắt không anh? Cái này rẻ đâu, có 10 nghìn thôi mà. Ừ, bao nhiêu đâu mà, cứ ăn đi con. Cứ ăn đi. Bố vừa mới gọi điện hỏi đấy. Trời ơi, con chưa thì chắc là bố đã gọi cho mẹ đúng không? Gọi lo lắm. Để con mở mẹ nhá. Em cứ ăn đi. Đâu, mẹ ơi, con cũng chưa được ăn cái thịt này bao giờ mẹ ạ. Biết nó là cái gì. Bảo thịt ngan, thịt vịt thì biết thế. Ui, mẹ ơi, nhìn này. Cũng ngon đấy. Ui, mẹ ăn đi. Thôi mẹ không ăn đâu, tối về bố con bảo làm thịt con vịt rồi. Thôi đây cũng thịt vịt mà. Thì ăn đi con, ăn đi. Ăn đi xong hai mẹ con mình ra xe về luôn nhá. Sao? Lạ lạ miệng mẹ ạ. Này tí ngon thì mẹ lấy cho mấy gói nó về nhà mà ăn. Vâng ạ. Cay mẹ ơi. Thế à? Vâng. Ôi, thế con ăn được không? Ôi, thế không ăn được thì thôi con ạ. Thôi. Mẹ mất tiền rồi mà. Không ăn được thì thôi gói vào lấy về cho bố con ăn. Bố con ăn được cay. Vâng. Này hơi cay anh ạ. Anh nhập lại nào mà bạn học sinh cùng chúng em ấy ăn được ấy, chứ cái này cay quá. Đúng rồi đấy cháu. Anh biết rồi. Sau anh nhập cái vừa vừa cay thôi. Vâng ạ. Cái cay này là nhập về để cho mấy cái bạn mà thi trượt ra đây ngồi ăn, để cho chúng lại đỡ bị sốc đi. Đấy, cay quá thì ăn vào không cảm giác gì đâu. Nhập cho nhiều loại vào cháu ơi. Cháu biết rồi. Rồi của cô bao nhiêu để cô tính tiền cho cô cháu về. Hai mẹ cháu con này. Về 5 mày 2 này, 10 nghìn, 80. 80 chứ gì. Đây. Vâng, cháu cảm ơn cô nhá. Ừ rồi, cô cảm ơn nhá. Năm sau lại đến nhá. Em nó thi được rồi, còn đến đâu nữa nhá. Rồi, cháu cảm ơn cô nhá. Rồi, con về đây. Chào anh. Chào cô nhá. Ừ. Hay chà, bán được cốc trà sữa với cốc nước rồi.